Vừa rồi mình vừa mới demo thế nào là abstract class, thế nào là abstract method, trừu tượng. Thì mình sẽ sang đến phần chính. Cái lý do chính mà vì sao mình lại chọn cái chủ đề demo hôm nay là game pro kick CF, chủ đề zombie. Đấy, mình sẽ sang đến lý do chính vì sao mình lại chọn cái ví dụ như này. Ví dụ này sẽ là ví dụ kinh điển cho việc demo cho tính đa hình trong lập trình OOP. Chưa? Rồi. Vào main. Tạm thời mình sẽ xóa thằng này đi. Chưa? Rồi bây giờ để khởi tạo, mình sẽ không khởi tạo bằng cách định nghĩa ngay tay súng ngay từ ban đầu nữa, mình sẽ định nghĩa chung nó là nhân vật. Nhân vật 1 bằng new, mình gọi chung hết tay súng. Được chưa? Nhân vật 1 là tay súng. Khởi tạo này được cho phép. Tiếp, nhân vật N2 bằng new zombie. Được chưa? Bây giờ N1.display, N2.display. Thì theo bạn nó sẽ in ra cái gì? Chạy tay súng đúng không? N1 là tay súng, N2 là zombie. Được chưa? Đây là khai báo theo kiểu trừu tượng. Đấy. Tức là nhân vật 1 có thể là tay súng. Tức là cái khai báo ban đầu của bạn là chỉ chung nó tất cả đều là nhân vật. Được chưa? Nhưng cái bước khởi tạo của bạn, đấy, nó là kiểu gì thì đó là tùy thuộc vào cái bước mà bạn khởi tạo nó. Có thể là tay súng, có thể là zombie. Rồi. Bây giờ trong game đúng không? Bây giờ nói đến game. Con người mà khi bị zombie cắn thì sẽ biến thành zombie đúng không? Và sẽ bị mất hết súng hay bom này, bom và các thuộc tính của tay súng, và biến thành zombie, một đối tượng zombie hoàn chỉnh, có thể nhảy, có thể cắn, có thể phun độc. Được chưa? Tuy rằng đối tượng tay súng bị biến hoàn toàn, bị biến đổi hoàn toàn thành zombie. Được chưa? Và sử dụng các thuộc tính thành zombie. Và như thế thì mình sẽ thể hiện ở trong lập trình như nào, làm thế nào để mình đạt được cái chức năng đó. Đấy, bây giờ thêm đường gạch đây nhá. Bây giờ giả sử là N1 là tay súng đúng không? N1 bị cắn chẳng hạn. Đúng không? Thì bây giờ N1 sẽ biến thành zombie. N1 sẽ bằng new zombie. Đấy. Mà mặc dù ở đây, ở trên bạn khai báo nó là tay súng, nhưng ở dưới nó có thể biến đổi thành đối tượng zombie. Đúng chưa? Bây giờ N1.display thì theo bạn nó sẽ in ra cái gì? Mình tạm comment đoạn trên này nhé. Rồi, thì theo bạn N1 bây giờ nó sẽ in ra cái gì? Nó in ra là một đối tượng zombie. Đấy. Tức là nó bị biến đổi, từ tay súng biến đổi thành zombie và thừa hưởng tất cả các thuộc tính của zombie đó. Đấy. Và giả sử nó bây giờ trường hợp là nó được cứu chẳng hạn, N1 được cứu. Đấy. Bây giờ N1 sẽ lại bằng tay súng, lại trở về với tay súng bình thường. Đúng chưa? Thì bây giờ N1.display chạy nhá. Được chưa? L1 được cứu, lại trở lại tay súng. Sậy, đối tượng súng nó bị nôn này. New tay súng. À đây mình chưa gán cái thằng súng AK-47. Sậy, mất cái đoạn này. 47, quên mất khai báo khởi tạo nó thiếu cái phép gán, xin lỗi. Rồi chạy. Đấy, AK-47. Được chưa? Đấy. Thì đấy là tính đa hình trong lập trình. Một đối tượng có thể được biến đổi sang đối tượng khác trong quá trình chạy. Được chưa? Đấy, tính đa hình. Bằng cách đầu tiên bạn khai báo đó là cái lớp cha, và bạn gán nó lớp con là tùy thuộc vào bạn. Được chưa? Từ đây bây giờ biến đổi thành một kiểu là zombie, kiểu một là zombie này,
và có thể biến đổi thành kiểu khác là tay súng. Được chưa? Đấy tính trừu tượng. Một đối tượng có thể được biến đổi sang một đối tượng khác. Đấy.